Cô Hương xin chào tất cả các bạn học sinh. Chào mừng các em tham gia học tập lớp học trực tuyến trên Avina. Để xem hôm nay chúng ta sẽ học gì nào. Ai có thể giúp cô nào? Cô muốn tìm ra điểm giống và khác của hai trang chiếu sau. Các bạn hãy giúp cô quan sát trang chiếu thứ nhất và trang chiếu thứ hai này nhé. Trang chiếu thứ nhất là cách trình bày trang chiếu của bạn An. Các con hãy quan sát cách trình bày trang chiếu của bạn An nè. Và đây là cách trình bày trang chiếu của bạn Khoa. Hai bạn đã trình bày trang chiếu về cảnh đẹp quê hương, có thông tin tên và lớp. Các bạn hãy cùng quan sát cách trình bày của hai bạn và cho cô biết các bạn thích cách trình bày của bạn nào hơn và tại sao. Cô thích cách trình bày trang chiếu của bạn Khoa hơn vì nó đẹp và rõ ràng hơn. Để có thể trình bày trang chiếu đẹp dễ đọc như của bạn Khoa, thì hôm nay cô và các bạn sẽ cùng học cách định dạng văn bản trên trang chiếu nhé.